Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Địa. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối thật vui với gia đình thân thương của mình ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người một cái lô sản phẩm áo tổng hợp đi. Chúng ta sẽ có những áo, chiếc áo thun cổ bẻ và những chiếc áo sơ mi nha. Và lô hàng ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều thương hiệu lớn ạ. Và tất cả những cái thông tin thông số cần thiết của một sản phẩm thì bên em vẫn sẽ đo đạc một cách cực kỳ chính xác và gửi tới cho mọi người ở bên phía góc màn hình đây nha. Kèm với giá bán của từng sản phẩm luôn. Giá bán của từng sản phẩm thì bên em sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là thương hiệu này, độ mới và những cái kiểu dáng thiết kế của nó, cái độ hiếm của nó nha các bác. Còn cái mức giá của ngày hôm nay thì đâu đó cũng loanh quanh hơn 100.000 cho tới 300.000 cho một sản phẩm thôi nha các bác. Với cái mức giá như vậy thì các bác vẫn nhận lại những cái sản phẩm của những cái thương hiệu có thể được gọi là top đầu thế giới hiện tại nha. Rồi ạ, mã đầu tiên này, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng mã F cho em nhé. Đúng rồi, mã F nhé, chúng ta sẽ có mã F ạ. Sản phẩm đầu tiên thì chúng ta đến với một con Celine, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của thằng Ý nha các bác. Và con này được made in Italy luôn. Cái chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu cotton 100% nha, cotton 100%. Nhờ cái thương hiệu này thì các bác chỉ cần tìm trên Google thôi là các bác sẽ thấy toàn bộ những cái thông tin của sản phẩm nhé. Con này thì chất cotton của nó là chất cotton mịn, một cái chất cotton mà có thể nói là gần như là cái chất liệu tốt nhất rồi. Cái chất liệu mà các bác có thể thường thấy trên những cái thương hiệu lớn nha. Ở đây thì chúng ta vẫn có một cái logo của Celine. Và tất nhiên cái sản phẩm này thì nó cũng là những cái dòng sản phẩm khá là lâu rồi, nó sản xuất khá là lâu của cái thương hiệu này rồi. Nhưng mà về tổng quan thì nó vẫn là một cái thương hiệu chính hãng của Celine nha. Cái thương hiệu này em không biết đọc chính xác, nếu mà đọc sai các bác thông cảm cho em nha. Nó được made in Italy luôn. Và điểm đặc biệt con áo này thì nó rất là mới luôn. Nó gần như là một con áo mới nha các bác. Những cái vết các bác thấy ở đây là cái vết nước nha. Vừa em ủi đồ thì nó có cái vết nước trên đây nha, chứ nó không phải là vết ố, vết bẩn nha. Tổng thể con này độ mới nó rất là cao. Những cái cúc của nó thì vẫn được dập logo của Slim đây nè. Rồi, mã đầu tiên chúng ta có mã F1 cho em nhé. Con này nó rơi vào tầm size L cho em này, 70-75 cân mặc đẹp. Các bác mà đang muốn trải nghiệm một cái sản phẩm của một cái thương hiệu lớn thì các bác có thể lấy con này cho em nhé. Hệ thống tem code của nó đầy đủ cho em nhé. Tem dưới của nó thì cũng là made in Italy nhé. Chắc chắn con này nó cũng sản xuất khá là lâu rồi, bởi vì chúng ta có nhìn thấy kiểu dáng thiết kế của nó thì khá là cổ điển nha. Nhưng mà nó vẫn là một cái thương hiệu chính hãng của thằng Slim. Đây, các bác muốn trải nghiệm cái thương hiệu lớn thì có thể lấy con này cho em nhé. Mã này đầu like thì em sẽ bán cho các bác cái mức giá là 250.000 nha. 250.000 một con áo chính hãng. Chúng ta có mặc F0 nhé. F0 250.000, 29 hãng nha các bác. Một con của một cái thương hiệu rất là đẳng cấp luôn. Rồi, chất cốt tông nhé, form dáng của áo là gần như là còn nguyên vẹn luôn, nó như một con áo mới luôn nha các bác. Tiếp theo này, chúng ta đến với sản phẩm của Bobby Home. Con này thì cũng là hàng của Ý luôn, made in Italy. Và con này nó cũng là một trong những con thực sự nó rất là đẳng cấp. Từ cái chất liệu này, cái thiết kế này, cái chất vải của nó thì chúng ta không có gì để chê nhé. Và đặc biệt, các bác nào mà sang được con này thì cũng thật sự có thể nói là rất là may mắn nhé. Con này nó mới là mới 100% luôn. Đây, các bác nhìn cái hệ thống tem của nó này, nó khớp với cái này thì nó là cái tem mới 100% nhé. Tem chính hãng của áo luôn, made in Italy cho em nhé. Chất là 100% cotton và nó vẫn là cái chất liệu cotton của Ý nha các bác. Đây ạ, made in Italy, một con hàng rất mới, rất đẹp. Và những cái sản phẩm như thế này thực sự nó rất là hiếm. Và ngày hôm nay thì em cũng chỉ có tầm đâu đó tầm chục mã áo thun cổ bẻ thôi nha các bác. Bởi vì hiện tại thì cái dòng thun cổ bẻ thì chắc chắn nó bán rất là chạy rồi. Nhưng mà dịp đầu năm nay này, em đã test thử một vài mã kiện rồi. Khi mà khui ra thì hàng nó không có đẹp đâu. Đó là cái lý do vì sao mà hiện tại bên em chưa về được nhiều hàng áo thun cổ bẻ nha các bác. Đây ạ, bên em chỉ có bán hàng tuyển thôi. Mở một cái kiện ra mà hàng nó không đẹp thì bên em cũng không thể bán cho mọi người rồi. Nên có thể những cái mã áo thun cổ bẻ này các bác phải đợi một thời gian ngắn, ít nhất là phải nửa tháng nữa thì hàng áo thun cổ bẻ mới về đều nha các bác. Rồi, mã F1 cho em nhé. Con này là một trong những con rất là đẹp, rất là đẳng cấp, rất là hiếm nhé. Con này nó rơi vào tầm size XL cho em này. 75 cân thì mặc nó sẽ hơi rộng rãi nhé. Đẹp nhất là 80/80 cân mặc con này cho em. Mặc F1. Một con hàng rất xứng đáng để các bác bỏ thời gian ra các bác sàn này. F2 này, chúng ta vẫn đến với một cái sản phẩm cũng rất là, có một cái thương hiệu cũng khá lớn nhé. Chúng ta đến với một sản phẩm của Hugo Boss. Chất liệu của nó cũng là chất liệu cotton mềm luôn. Phối màu thì cũng rất dễ mặc. Thiết kế rất là đơn giản thôi. Chỉ có một cái dòng chữ logo của Hugo Boss nó thêu ở đây thôi. Và ở bên này chúng ta cũng có một cái tag nhỏ của nhà Hugo Boss. Rồi, mã F2 cho em nhé. F2 230.000 con này thôi.
form dáng áo thì gần như còn nguyên bản nhá, độ mới rất là cao. Con này thì nó phối cổ áo theo cái kiểu mà phóng khoáng nha các bác. Đó, cổ áo nó làm cái bản rất là to, không có cúc đây đâu nhé, nó để như thế này luôn, mình mặc theo cái kiểu phóng khoáng và thoải mái nha các bác. Rồi, con hàng rất là đẹp của Hugo Boss cho em nhé. Mặc F2 sản phẩm này bên em đang bán với cái mức giá là chỉ có 230.000, bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Hệ thống tem trên tem dưới là đầy đủ cho em nhé. Tiếp theo này, mặc F3 chúng ta tiếp tục đến với một sản phẩm mà có cái xuất xứ từ Ý cho em nhé. Con này là sản phẩm của thằng Roberto Mocalli. Và con này thì nó cũng là hàng mới 100% cho em nhé. Hệ thống tem cốt chính hãng của nó đây ạ. Đây, rất là mới nha, vẫn là cái chất liệu cốt tông cao cấp. Phối của nó thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta có một cái logo thêu của thương hiệu ở đây thôi, thêu 100%. Áo mới 100% nha các bác. Và con này cũng là hàng của Ý luôn. Mặc F3 cho em nhé, F3 cho em này. Con này thì nó cũng tầm size XL cho em nhé, 75 cân mặc theo form rộng rãi, đẹp nhất. Và 80 cân mặc cho em, 80 trên 80 cân một chút cho em nhé. Mặc F3 cho em này. F4 tiếp tục chúng ta đến với một con áo thun cổ vẻ. Và đây là một cái thương hiệu, một cái sản phẩm của nhà Fila. Cái logo Fila nó là cái logo bằng cao su, nó ép nhiệt vào đây nha các bác. Và nó cũng được may rất là chắc chắn rồi. Nó là logo bằng cao su nhưng mà vẫn được may vào liền vào áo nha, nên nó sẽ rất là chắc chắn. Chúng ta vẫn đến với một cái phối màu cũng rất là đẹp, có thể nói là như vậy nha các bác. Rồi mặc F4 cho em nhé. F4 con này nó cũng rơi vào tầm size L, size XL này. 75 cân thì mặc theo form rộng rãi nhé. Đẹp nhất là 80 trên 80 cân một chút nhé. Độ mới của áo là cũng có thể nói là rất là hoàn hảo luôn. Với cái phối màu như thế này thì các bác phải săn nhanh nhé. Các bác phải săn rất là nhanh cho em nhé. Rồi, em nói qua một chút về cái giờ lên livestream của kênh bên em nhé. Bên em sẽ bán theo cái khung giờ cố định là 7 giờ tối mỗi ngày nha các bác. 7 giờ tối mỗi ngày. Hôm nào mà có cái việc mà phát sinh thì bên em sẽ live vào lúc 8 giờ sáng. Nhưng giờ cố định là 7 giờ tối. Và hàng bên em sẽ cập nhật hàng mới mỗi ngày, hàng mới chúng ta sẽ về mỗi ngày nhé. Quần áo, mũ, nón, phụ kiện, giày dép là bên em bán hết nha. Món gì bên em cũng bán. Nên các bác muốn săn được những cái sản phẩm như thế này thì các bác phải đăng ký kênh nha. Các bác giúp em một cái lượt đăng ký kênh. Thì khi mà bên em lên sản phẩm, bên em lên lịch bán hàng thì nó sẽ báo về máy cho các bác. Các bác sẽ tiện mình săn hàng hơn nhé. Rồi, mặc F4 cho em nhé. Mặc F4 cho em, con này nó cũng rơi vào tầm size XL cho em nhé. Và sản phẩm này ngày hôm nay em bán cho các bác cái mức giá là chỉ có 230.000 thôi nhé. F5 này, F5 thì em lên cho các bác một sản phẩm của nhà Fila. Và đây là dòng Fila Gold nha các bác. Fila Gold, con này thì chất nó giống như là cái chất chất dù nhé. Nhưng mà nó theo cái form là co giãn nhẹ. Đó, chất dù nha các bác. Bên trong thì nó phối cho các bác một cái lớp lưới này, dòng Fila Gold chính hãng nha các bác. Con này chuẩn size là size XL cho em nhé. Size XL. Form của nó cũng khá là thời trang, khá là thể thao, rất là đẹp nhé. Phía dưới là nó bo gấu cho các bác nhé. Đấy. Đây, những cái phần bo gấu của nó là gần như là con áo mới luôn nhé. Có thể nói nó là một con áo mới nha các bác. Mà F5 cho em, con này chuẩn size XL cho em nhé. Giá bán của sản phẩm này ngày hôm nay là chỉ có 250.000 và báo ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Và các bác lưu ý giúp em này. Với những khách hàng mới ấy, thì với những khách hàng mới lần đầu tiên mua sản phẩm của bên em thì bên em chỉ khuyến khích mọi người lên lấy một sản phẩm thôi nhé. Mình nên lấy một sản phẩm thôi, mình về mình trải nghiệm đi, mình kiểm tra hàng đi, xem những cái gì mà bên em giới thiệu nó có đúng hay không, nó có đúng với cái gu của các bác hay không, thì các bác lần sau thì các bác có thể order nhiều hàng nhé. Để tránh cái trường hợp mà khách mới lần đầu tiên mua hàng mà mình đặt 2-3 mã hàng rồi về mình không nhận hàng thì chắc chắn là bên em sẽ không tiếp tục em phục vụ được nhé. Bên em sẽ không phục vụ những cái khách hàng đấy nữa nha. Các bác lưu ý giúp em. Bởi vì hàng bên em hầu hết nó đều là hàng tuyển hết và độ mới của nó là gần như là những cái sản phẩm mới nhất trong cái thị trường đồ xi tại Việt Nam rồi nha các bác. Rồi, mặc F5 cho em nhé. Con này size XL cho em. Một sản phẩm cũng rất là đẹp. F6 này, bởi vì bên em là thường các bác mua một đơn hàng, các bác mua một sản phẩm là bên em sẽ không bao giờ bên em thu cọc đâu. Các bác phải mua hai sản phẩm trở lên thì bên em mới thu cọc cơ. Thực ra bên em bán hàng nó theo cái hình thức là cực kỳ dễ bán và các bác cũng cực kỳ dễ mua rồi. Nên khi các bác mình đặt hàng thì mình vui lòng có cái trách nhiệm với cái đơn hàng giúp em nhé. Đây, tiếp theo em lên cho các bác một con hàng tin này. Chúng ta đến với một sản phẩm của Mỹ nha. Con này độ mới của nó thì cũng như một con áo mới luôn. Một cái thương hiệu của Mỹ này, California cho em nhé. Tất cả những cái thông tin ở đây, những cái dòng chữ ở đây thì nó thêu 100%. Đây, những cái này nó cũng thêm 100% cho các bác nhé. Cái thương hiệu này nó có Mỹ nha các bác.
hệ thống tem cốt chính hãng của hàng tin, tem trên tem dưới đầy đủ cho em nhé. Một quần áo rất đẹp, rất mới luôn, chất cốt tông cực kỳ dày dặn cho em nhé, chất cốt tông cực kỳ dày dặn, và chất cốt tông của nó cũng là cái chất cốt tông cao cấp luôn nhé. Mã F6 cho em này, 250.000. Size này nó cũng tầm size L nhé, 70-75 cân mặc đẹp cho em. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Puma, con này là chất áo thể thao cho em nhé, dòng Puma Ferrari. Đây, Puma Ferrari. Ở phía ngực thì nó sẽ in một cái logo, nó thêu một cái logo của nhà Ferrari ở đây. Còn bên phía tay áo thì nó có một cái logo của nhà Puma nha các bác. Rồi mã sản phẩm này ngày hôm nay nó bán cho các bác mức giá là chỉ có 230.000 nhé. Con này nó tầm size L cho em này. Các bác nào mà 1m7 đổ lại nhé, 65-70 cân một chút mặc mã này cho em. 65-70 cân một chút mặc ngay cái mã này cho em nhé. Chất là chất thể thao size L nhé, chuẩn size L cho em. Một con Puma chất thể thao rất mới, rất đẹp nha. Tiếp theo này, chúng ta đến với một sản phẩm của một cái thương hiệu cũng khá lớn nhé. Chúng ta đến với nhà Fila đi, chất thể thao có giãn nhẹ nhé. Áo này thì nó cũng mới 99% cho các bác luôn. Size của nó là size XL, con này thì cứ 70-80 cân mặc cho em. Hệ thống tem cốt của nhà Fila đây nha các bác. Đó, một con áo mới như thế này thì cũng chẳng có gì để phải giới thiệu nhiều với các bác cả. Cứ lên là hết và chắc chắn rồi. Các bác nếu muốn mua được những cái sản phẩm với cái mức giá bán như thế này thì các bác phải bỏ cái thời gian ra để các bác săn hàng nha. Bởi vì có nhiều bác hiện tại có rất là nhiều khách nhắn tin cho em bảo là có mã nào đẹp thì em chụp hình em gửi cho anh. Thực sự bên em hiện tại trong thời gian này thì chưa có khả năng để cung cấp cái dịch vụ đấy nha. Nhưng mà trong tương lai thì bên em sẽ có thể chụp hình gửi cho các bác để các bác có thể chọn trên Zalo. Nhưng mà hiện tại thì bên em không thể làm cái việc đó nha. Cái hình thức mua hàng duy nhất là các bác phải săn trên live giúp em nha. Logo của Fila theo 100% phối màu cũng rất là dễ mặc cho em này. Mã này ngày hôm nay bên em bán chưa bác mức giá là chỉ có 250.000 và bao ship toàn quốc. Hiện tại với cái mức giá bán như thế này, với một sản phẩm chính hãng như thế này thì đồng nghĩa với việc các bác đang mua một cái sản phẩm với cái mức giá chỉ bằng 1/5 thậm chí 1/10 so với các bác đang mua một cái sản phẩm mới rồi. Và cái chất liệu, cái chất lượng của sản phẩm thì nó cũng không khác gì là hàng mới nha các bác lưu ý giúp em. Tiếp theo này, chúng ta đến với những con sơ mi đi. Mã F9 này, F9 thì em lên cho bác một sản phẩm của thương hiệu Zara. Và con này nó được sản xuất tại Bangladesh, made in Bangladesh của Mỹ cho em nhé. Zara thì nó cũng là một cái thương hiệu cũng khá là lớn. Những cái shop quần áo của nó thì thường nằm ở những cái trung tâm thương mại rất là lớn. Và một cái giá bán của những cái sản phẩm này, của cái thương hiệu này thì nó cũng khá là cao. Nó là một cái thương hiệu ở trong cái phân khúc tầm trung thôi. Và cái giá bán của nó cũng đâu đó 900, 1 triệu, 2, 3 triệu cho một sản phẩm thôi. Và con này thì nó cũng mới 99%. Và có thể nói nó là một con áo mới nhé. Bởi vì những cái miếng nhựa nó cố định cái cổ áo ở đây nó vẫn còn nguyên này. Con này có thể nói là nó mới 100% cho bác luôn. Và chắc chắn là chưa có người sử dụng đâu. Con này nó tầm size L cho em nhé. Size L cho em này 65-70 cân một chút. 65-70 cân một chút nhé. Cao 1m7 của lại cho em. Mã F9 cho em. Một con sơ mi. Độ mới hoàn hảo và cái phối màu của nó cũng rất là dễ mặc luôn. Chất liệu cũng rất là tốt nha. Tiếp theo này, mặc F10 này. F10, chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Italy luôn. Cũng là một cái thương hiệu của Ý nha các bác. Đây, chất liệu của nó là chất cốt tông rồi. Chất cốt tông nhé. Nhưng mà nó sẽ không phải là không. Con này chất cốt tông pha với polyester này. Tại vì chữ của nó là em không có đọc được chữ nước ngoài nha các bác. Nhưng mà cái chất của nó không phải là cái chất cốt tông mịn nhé. Chất cốt tông nó sẽ hơi nhám nhám một chút này. Đó, nó sẽ không phải là chất cốt tông quá mịn nhé. Bởi vì cái vải của nó hơi nhám nhám một chút này. Rồi, màu của này cũng rất là đẹp. Một sản phẩm của Ý nha các bác. Mặc F10 cho em, con này chuẩn size L nhé. 70-75 cân mặc đẹp. Phối màu rất là đơn giản thôi. Ở đây thì nó có thêm một cái cờ Ý và cái tên thương hiệu của cái thương hiệu ở trên túi áo phía trước này các bác. Phối màu cũng rất là đẹp. Áo thì gần như là độ mới hoàn hảo với các bác, form dáng còn nguyên bản luôn. Mặc F10 cho em. Và những cái sản phẩm sơ mi ngày hôm nay thì nó sẽ có cái mức giá cực kỳ tốt cho các bác săn nha. Cái ca line này là cái ca line mà dành cho những bác nào mà đang tìm những con hàng hiệu với cái mức giá nó cực kỳ là ok luôn. F11 này. F11 thì em lên cho các bác một con áo jean ngắn tay với cái phối là phối cúc mắt mèo nha các bác. Cúc là cúc mắt mèo cho em nhé. Sơ mi cúc mắt mèo thì giá trị của nó lúc nào cũng cao rồi. Chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Gu nhé. Gu, một cái thương hiệu cũng khá là lớn. Một con áo jean ngắn tay với cái phối màu xanh truyền thống của màu jean nha các bác. Hệ thống cúc là cúc mắt mèo 100%, độ áo mới là hoàn hảo cho em nhé. Mã này ngày hôm nay bên em đang bán cho các bác mức giá chỉ có 200.000 và bao ship toàn quốc nhé. Size con này tầm size XL cho em này, 75-80 cân là đẹp.
Theo này, S12 kiếm lên cho bác một sản phẩm của nhà Fila, một quần áo sơ mi chính hãng của Fila nhé. Chúng ta vẫn có cái logo truyền thống của Fila nó thêu trước áo đây, tem mác của Fila này, một quần áo sơ mi phối màu cũng rất dễ mặc của nhà Fila. Hệ thống tem cốt của nó đầy đủ nha các bác. Đây, tem 7 màu. Rồi, con này thì mà F12 cho em nhé. Con này nó cũng rơi vào tầm size L cho em này, 70-75 cân. 70-75 cân mặc đẹp cho em nhé. Mã này thì ngày hôm nay em bán cho các bác mức giá là chỉ có 180.000 thôi. F12. F13 thì chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Farmoc. Con này thì chúng ta sẽ đến với một con áo sơ mi với cái chất liệu là khá là dày dặn nhé. Con này chất nó khá là dày. Đây, con này chất nó khá là dày dặn này các bác. Thì nó sẽ phù hợp cho các bác nào mà đang tìm một con sơ mi nó dày dặn, các bác có thể mặc thời trang này, hoặc thời trang cũng được, mình mặc khoác nắng cũng được nhé. Và nó vẫn là một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản và cái chất liệu vẫn là cái chất liệu cốt tông cực kỳ dày dặn. Đây, 100% cốt tông cho em nhé. Hàng siêu cấp của Nhật Bản nha các bác. Chất liệu tốt, phối màu rất là đẹp, phối màu mới cao. Và sản phẩm này hôm nay bên em bán cho các bác mức giá bao nhiêu? 200.000 bao ship nhé. Size của nó là chuẩn size L cho em này, 70-75 cân mặc đẹp. 70-75 cân mặc đẹp. Tiếp theo này, em có một con sơ mi công sở mặc F14. Chúng ta đến với một con sơ mi công sở và đến với một cái thương hiệu cũng rất là lớn nha. Thằng Pierre Bellman Paris, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp nha các bác. Pierre Bellman Paris. Và con này thì chúng ta đến với một con sơ mi công sở với cái độ mới của áo là cũng hoàn hảo luôn cho em nhé. Các bác nào mà đang tìm một con sơ mi công sở thương hiệu lớn, chất liệu tốt, độ mới cao, giá bán phải chăng, các bác có thể lấy ngay con này cho em. Size của nó thì sẽ rơi vào tầm size 2XL cho em nhé. 2XL, con này thì phải 80-85 cân mặc cho em. 80-85 cân mặc cho em nhé. Các bác lưu ý giúp em này, những cái thông tin mà bên em tư vấn về chiều cao cân nặng của một sản phẩm thì các bác hãy để nó giống như là một cái thông tin tham khảo cho nhé. Một cái thông tin tham khảo thôi nhé. Bởi vì cái thông tin chiều cao cân nặng em tư vấn về từng sản phẩm thì nó dành cho những người mà có cái cơ thể nó cân đối này. Còn những cái, có những khách hàng mà đôi khi có những cái chiều cao của size L nhưng mà chiều ngang đôi khi chỉ có size M thôi. Nên các bác phải để ý vào cái bảng thông số mà bên em cung cấp nhé. Và F14 cho em này 230.000. F15 chúng ta đến với thằng một sản phẩm của Nhật Bản, một con sơ mi của Nhật với cái phối màu cũng khá là hay ho nha các bác. Phối màu cũng khá là hay ho. Điểm đặc biệt khi mà các bác chơi đồ si, đặc biệt là những cái dòng áo sơ mi nhé, tem cốt của nó là Nhật Bản này, cốt của Nhật đấy nhé. Điểm đặc biệt khi mà các bác đang chơi sơ mi, mà chơi sơ mi cái dòng đồ si ấy, thì những cái mẫu như thế này nó chỉ có một thôi. Những cái mẫu như thế này nó chỉ có một thôi nha các bác. Nó không có cái thứ hai đâu. Có cái thứ hai thì nó cũng rất là hiếm. Bởi vì một kiện 100kg mà bên em mở ra thì mỗi áo nó chỉ có một mẫu duy nhất thôi. Đặc biệt là những cái dòng áo họa tiết như thế này, khi các bác mặc thì rất khó để có thể bị đục hàng nhé. Con này nó tầm size L cho em này, mặc F15 nhé, 70-75 cân mặc cho em. 70-75 cân mặc cho em. Sản phẩm này ngày hôm nay bên em đang bán với mức giá là 180.000 bao ship. Tiếp theo em đến với một sản phẩm của nhà Element. Chúng ta đến với một con áo jean với cái chất liệu là cốt tông 100% nhé. Hệ thống tem cốt của nó đầy đủ. Và đặc biệt con này nó cũng là sơ mi mắt mèo luôn. Sơ mi mắt mèo cho em nhé. Chúng ta có hệ thống tem cốt chính hãng của Element này. Con này thì nó phối khá là bụi, phối kiểu theo form khá là bụi bặm một chút nhé. Bởi vì cái phần tà áo này nó sẽ may theo kiểu này. Đó, nó tạo ra cái cảm giác bụi bặm nhé. Thường những con áo sơ mi bình thường nó sẽ may vắn gấu lên như này, còn nhưng mà con này nó để như thế này luôn và nó may như thế này, nó tạo cho các bác khi các bác mặc vào nó vẫn nhìn vẫn rất là lịch sự nhưng mà nó vẫn rất là bụi bặm nha các bác. Chất liệu cốt tông 100% cực kỳ dày dặn. Con này tầm size L cho em nhé, 70-75 cân mặc cho em. 230.000 là các bác đã sở hữu được một cái sản phẩm chính hãng của Element rồi. Áo rất là đẹp, rất là mới nha các bác. Rồi, mã F16 cho em này. Ngày hôm nay chúng ta có hơn 50 mã nha. Và một mã thì đâu đó em chỉ có 5 đến 10 giây để em giới thiệu sản phẩm thôi. Tiếp theo chúng ta đến với một thằng là Peruzzi Italy. Vẫn là một cái sản phẩm, một cái thương hiệu của Ý nha các bác. Đây, nó vẫn là những cái phối với những cái chất vải là đậm chất thời trang của Ý nha các bác. Đó, phối màu cũng rất là đẹp, rất là dễ mặc nha các bác. Hệ thống tem cốt của nó đầy đủ cho em nhé. Đây, tem cốt đầy đủ nhé, cốt phụ là còn nguyên. Mã này ngày hôm nay em bán cho bác mức giá là 180.000 nhé. Con này cứ 70-80 cân mặc cho em, 70-80 cân nhé. Nó tầm size L cho em nhé.
cổ là cổ tròn. F18 chúng ta đến với con sơ mi ngắn tay cúc mắt mèo hàng của Nhật Bản luôn ạ. Và cái phối màu của nó cũng rất là hay ho nha các bạn. Hệ thống tem cúc đầy đủ cho em này. Size chuẩn size của nó là size L nhé. Tem trên tem dưới đầy đủ này. Chúng ta đến với một cái phối màu cũng rất là đẹp của con sơ mi mắt mèo này. Con này thì cứ 65-70 cân mặt cho em. 65-70 cân nhé. Sơ mi cúc mắt mèo 65-70 cân mặt mã F18 này cho em nhé. Và con sơ mi ngày hôm nay bán cho các bác mức giá là 180.000 bao ship nhé. F19 em lên cho các bác một sản phẩm của nhà Uniqlo. Và con này phối màu xanh camo cũng rất là đẹp. Hàng Uniqlo thì bên em bán rất là nhiều trên kênh rồi. Nhưng những cái phối màu camo này thì nó cũng thuộc dạng cái phối màu khá là hiếm trong cái phân khúc hàng của cái thằng Uniqlo như bác. Phối màu camo chất cốt tông rất đẹp luôn. Size L, chuẩn size L cho em nhé. Mã F19 cho em. Một con sơ mi dày tay chất cốt tông cực kỳ dày dặn của nhà Uniqlo. Phối màu camo rất hiếm. Tiếp theo F20 chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Zara. Vẫn là một sản phẩm của nhà Zara Men nhé. Cũng là chất cốt tông luôn. Đó, con này chuẩn size L cho em. Phối màu kẻ sọc đỏ cho em nhé. Kẻ sọc đỏ này. Kẻ sọc đỏ cho em nhé. Sản phẩm này bên em đang bán cho các bác mức giá 160.000. 160.000 nhé. Áo gần như là còn nguyên bản. Form dáng áo vẫn còn rất là đẹp nhé. Gần như là con áo mới luôn nha các bác. Sản phẩm này bên em đang bán cho các bác mức giá là 160.000. 160.000 bao ship nhé. Tiếp theo này, chúng ta đến với một con cũng là chất cốt tông 100%. 100% của nhà GGS. Con này là cũng phối màu kẻ đỏ này, đó. Màu này thì cũng là một cái phối màu rất là đẹp đúng không ạ? Với màu này thì các bác mặc bên trên, các bác bên dưới các bác mặc cho em một con quần kaki hoặc một con quần tây. Màu sáng màu thì nó rất là nổi, nó sẽ rất là nổi. Đó. Một con sumi rất đẹp của Nhật Bản này các bác. Rồi, mã này thì nó tầm size L cho em nhé. 70-75 cân mặc cho em. 70-75 cân nhé. Độ mới áo là hoàn hảo luôn. F21-200.000. F22 chúng ta đến với một con Valentino. Cũng là hàng của Ý luôn nha các bác. Giant Valentino của Ý này. Phối màu cũng rất là đẹp. Phối màu rất là đẹp nhé. Hệ thống tem cúc của nó là rất là đẹp luôn. Được in logo, được dập logo của thương hiệu ở trên đây nha. Con này chuẩn size nó là size S, size M cho em này. 60-65 cân mặc đẹp. 60-65 cân nhé. Cao 1m65 đột lại mặc cho em. 60-65 cân, cao 1m60, cao 1m65 đổ lại mặt cho em nhé. Một con hàng đến từ Mỹ luôn. F23 chúng ta đến với một sản phẩm của thằng The K Shop. À, The Shop TK. Vẫn là một con sơ mi với cái phối màu rất là sang cho các bác này. Đó, đẹp chưa ạ? Sản phẩm này ngày hôm nay bên em bán mức giá cho các bác là chỉ có 200.000 thôi nhé. 200.000 thôi. Để các bác đã sở hữu là một con sơ mi với cả cái phối màu rất là ấn tượng. Và chất liệu của nó thì cũng là chất cốt tông. Rất đẹp nhé, size L cho em này. Con này 70-75 cân mặc đẹp cho em. 70-75 cân mặc cho em nhé. Tiếp theo này, chúng ta đến với một cái sản phẩm của Pierre Belmond Paris nhé. Phối màu cũng rất là sang. Bác nào mà trung trung tuổi đang cần tìm một con sơ mi có thể nói là nó đẳng cấp, có thể lấy con này cho em. Hệ thống tem cốt đầy đủ cho em nhé. Tem trên, tem dưới đầy đủ. Đó, Paris, một cái thương hiệu đến từ Pháp cho em nhé. Những cái cúc này, các bác nhìn nó dập cái logo của thương hiệu không? Đó, giá trị. Rất giá trị nhé. Và những cái họa tiết này thì nó cũng là những cái họa tiết thêu chìm trên áo luôn nhé. Chứ nó không phải là in nha các bác. Đó, một con áo cổ tròn, một áo sơ mi quá là đẹp luôn. F24 cho em, size L, 70-75 cân mặc cho em. 250.000. F25 thì chúng ta đến với một sản phẩm hàng của Nhật Bản luôn. Một con sơ mi với cái chất liệu giống như cái sơ mi lụa đấy các bác. Nên cái chất của nó sẽ rất là mịn này và nó sẽ rất là mát. Đó, đó là cái điểm đặc biệt của những cái chất sơ mi lụa như thế này. Các bác mặc nó sẽ rất là mịn và sẽ rất là mát. Và nó cũng không kém phần sang trọng luôn nha các bác. Các bác lưu ý giúp em, cái chất này các bác mặc lên người nó sẽ rất là sang. Đây, hệ thống tem cốt đầy đủ nha các bác. Phối màu rất là đẹp, rất là ấn tượng. Màu rất là dễ mặc đúng không ạ? Màu rất là dễ mặc cho em nhé. Con này thì em tư vấn cho bác là 75-80 cân. 75 cân thì mặc theo cái form nó rộng rãi một chút. Chuẩn size nhất là 80 cân mặc cho em nhé. Và F25 này. F26 chúng ta đến với một con áo jean của thằng Umo, hàng Nhật Bản luôn.
Đó. Con này thì size nó tầm size 2XL cho em nhé. Con này bác nào tầm 80 cân, 80 cân nhưng các bác phải cao tầm 1m75 đổ lên cho em nhé. 80 cân cao 1m75 đổ lên cho em. Mã Z, mã F26 cho em, 200.000. Một con áo jean của Nhật. Cổ của nó phối cổ tròn nhé, cổ tròn cho em này. Tất cả những cái đường kim mũi chỉ thì nó cực kỳ chỉnh chu nha các bác. Hàng của Nhật Bản thì các bác cứ yên tâm, bán cái mức giá này thì các bác mua nó sẽ giá trị. Cái số tiền các bác bỏ ra thì nó sẽ xứng từng đồng từng xu một nha. Rồi, mã F26 cho em. F27 tiếp tục là một con Sumi của Nhật Bản cho em nhé. Và một cái phối màu rất là ấn tượng. Đây, chúng ta đến với cái phối màu rất là ấn tượng nha các bác. Chất là chất cốt tông. Hệ thống cúc của nó cũng là cúc mắt mèo luôn nha các bác. Cúc mắt mèo cho em luôn nha. Con giá áo gần như là rất là mới. Cái này thì nó tầm size M cho em này, 60. 60 65 cân mặc cho em nhé, 60 65 cân mặc cái này cho em. Mã F27. Một con sơ mi cúc mắt mèo với cái phối màu cực kỳ ấn tượng. F28 em đến với một sản phẩm của thằng Les Mood Paris. Con này thì phối màu đỏ nha. Bác nào mà thích màu đỏ, hợp màu đỏ thì có thể lấy con này cho em. Cái thương hiệu của Pháp nha các bác. Sơ mi chất cốt tông rất đẹp luôn. Hệ thống tem cốt của nó trên dưới đầy đủ cho em nhé. Một con sơ mi công sở. Phối màu đơn giản thôi. 180.000 cho mã này cho em nhé. 180.000 size tầm size XL này. 75-80 cân mặc cho em. 75-80 cân mặc cho em nhé. Bác nào đang tìm một con sơ mi công sở phối màu nó đơn giản thôi và cái chất liệu nó tốt thì nó phải lấy mấy con này 180.000 kìa. Tiếp theo em đến với một sản phẩm của thằng Bassini, hàng của Ý luôn. Con này tầm size XL nha, XL cho em này, phối màu cũng rất là dễ mặc. Con này tầm 80 cân trên 80 cân một chút nhé, 80 cân trên 80 cân. Hệ thống cúc của nó cũng rất là đẹp, tem trên tem dưới đầy đủ cho em nhé. Này đó, tất cả những cái sản phẩm bên em thì nó đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng các bác. Hệ thống tem cốt nó phải là đầy đủ và hệ thống tem cốt của nó là phải hệ thống tem cốt chuẩn các bác. 80 cân mặc cho em, 80 cân mặc cho em con này nhá. Mã F29, 180.000 bao ship. Tiếp theo này, mã F30, chúng ta có một con sơ mi ngắn tay của nhà Kappa, vẫn là một sản phẩm một thương hiệu rất là lớn. Con này thì sơ mi ngắn tay các bác, chất cũng là chất sơ mi lụa cực kỳ mịn, cực kỳ cao cấp luôn. Điểm nhấn của con này thì nó sẽ phối, nó sẽ thêu một cái chữ Kappa cách điệu ở trên phía túi của áo đây nha các bác. Con này thì em sẽ tư vấn cho bác nào mà 75-80 cân nha, 75-80 cân lấy ngay cái mã này cho em. Một con Kappa rất là đẹp, rất là mới. Và tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ có hệ thống tem cốt chính hãng của nhà Kappa nha. Đây. Rồi, mã này em bán cho bác mức giá là chỉ có 250.000 thôi. Mã F23, à F30. F31 chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Alfredo Berata Milano Italy. Đó, cái thương hiệu này đặt nó méo hết cả mồm các bác ạ. Một sản phẩm đến tự Ý nhé, với cái chất liệu vẫn là cái chất liệu rất là cao cấp luôn. Hệ thống tem cốt của nó đầy đủ cho em nhé. Đây, bác nhìn cái phối này, phối màu này cũng rất là dễ đẹp nhé. Các bác nào mà trung trung tuổi một chút lấy mấy ngay, lấy ngay con này cho em nhé. Bởi vì con này ngày hôm nay bên em đang để cái mức giá là chỉ có 230.000 thôi. Độ mới áo là hoàn hảo cho em nhé. Con này tầm size L cho em này, 70-75 cân mặc đẹp. 70-75 cân mặc ngay con này cho em nhé. Rất đẹp, áo rất là mới luôn. F31, F32 chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Banana Republic, hàng của Mỹ nha các bác, được made in Bangladesh, Mỹ. Chúng ta vẫn có một con sơ mi với cái phối rất là đẹp, phối kẻ sọc này. Độ mới áo là 99% nhé. Con này mới 99% cho em. Size của nó là cũng tầm size XL nhé, size L, nhưng mà size L Âu rồi. Size L Âu thì nó tương đương với size XL của châu Á nhé. Size XL của châu Á các bác nào cứ 75 thì mặc nó hơi rộng một chút nhé. Đẹp nhất là 80 cân mặc con này cho em. Đẹp nhất là 80 cân mặc con này cho em nhé. Một sản phẩm sơ mi của Mỹ, độ mới áo là hoàn hảo cho em nhé. Áo chất liệu rất là đẹp, chất cốt tông nhé. Tiếp theo F33 chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Gap này. Con này cũng made in Sri Lanka nhé. Một sản phẩm chính hãng của Gap, GAP. Phối màu caro nhỏ này. Đó. Mấy con này các bác mặc đi làm thì cũng rất là ok. Mình mặc mình đi làm, đi công tác cũng rất là ok nhé. Chất cốt tông, chất cốt tông 100%. Hàng hiệu chính hãng của Gap nhé. Gap thì nó cũng là một cái thương hiệu tầm trung thôi. Đây. Rất dễ mặc và cái giá của nó cũng rất là tiếp cận nhé. 200.000 cho em nhé. Mặc F33 size L, 65-70 cân.
65-70 cân, cao trên 1m7. F34 chúng ta đến với sản phẩm của nhà Uniqlo, một cái thương hiệu bán rất là nhiều trên kênh rồi, hàng chính hãng Uniqlo Nhật Bản nhé. Con này thì sầm sặc XL cho em này, bác nào mà cao trên 1m75, nặng 75-80 cân, mặc con này cho em, chuẩn size nhất là 80 cân, cao trên 1m75 cho em nhé. Đó. Uniqlo chất cốt tông phối màu đen trắng kẻ sặc. Và cũng rất là dễ mặc, đúng không ạ? Tiếp theo vẫn là một sản phẩm nhà Gap nhé. Chúng ta đến với một con Gap với cái phối màu camo cũng rất là hiếm. Màu camo thì đúng là cái phối màu quốc dân rồi. Rồi, cái này nó tầm size XL cho em nhé. Size XL này, 80 cân, cao trên 1m7 cho em nhé. 75-80 cân, cao trên 1m7 cho em này. Hàng chính hãng của Gap cho em nhé. Phối màu camo, form dáng áo là còn gần như nguyên bản luôn. F36 chúng ta đến với một sản phẩm của Nhật Bản này. Và con này nó cũng là 100% chất cốt tông luôn. F36, con này tầm size XL cho em nhé. XL này, 75 cân, trên 75 cân một chút mặc đẹp nhé. Con này chuẩn size cứ 70-75 cân là mặc đẹp rồi. 75 trên 70 cân nhé. Hàng chính hãng của Uniqlo Nhật Bản này. Đó, một con Uniqlo áo jean nhé các bác, áo chất liệu jean, phối màu rất là hay ho. Đây là phối bạc của nó nhé, cái phối của nó chứ không phải là áo bạc nhé. Con này áo nó cũng mới, trên 95% cho em nhé. Size L, 70-75 cân mặc cho em, chất cốt tông cực kỳ dày dặn nhé. F36 này. F37 chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Relaxin, Made in Japan nhé. Sản phẩm hàng của Nhật Bản và được sản xuất tại Nhật Bản luôn. Trên thông số là để size M cho em nhé. Con này cứ 60-70 cân, 60-70 cân, cao 1m7 đổ lại mặc con này cho em nhé. Phối màu rất là đẹp, chất vải thì không có gì để chê luôn, cực kỳ mịn nha các bác. Đó, 200.000 mặc F37 cho em, size L. F38 này, chúng ta đến với một sản phẩm này cũng hàng của Nhật Bản nhé. Và nó cũng là chất liệu, chất liệu áo jean, chất cốt tông 100%. Con này thì nó tầm size L cho em nhé, 70-75 cân. Mấy con hàng nội địa của Nhật thì không có gì giới thiệu nhiều. 70-75 cân, phối màu thì cũng rất là dễ mặc thôi, phối đơn giản nhé. Hệ thống tem cốt của nó đầy đủ này, cúc phụ lực còn nguyên cho em nhé. 70-75 cân, 70-75 cân, 180.000 cho mặc F38 cho em. F39 thì chúng ta đến với một cái sản phẩm của nhà Dicky này. Một con Dicky cũng rất là đẹp. Dicky thì nó là một cái thương hiệu của Mỹ nhé. Sản phẩm này thì bên em bán rất là nhiều trên kênh rồi. Và thường một con Dicky lên là nó sẽ hết rất là nhanh. Hàng chính hãng Dicky này, con này phối rất là đẹp nha các bác. Đặc biệt nó có big logo của Dicky được thêu rất là đẹp ở đây. Những cái chữ này nó cũng thêu cho bác 100% luôn. Ở dưới thì nó vẫn có cái logo truyền thống của thằng Dicky, một cái thương hiệu của Mỹ nhé. Sơ mi ngắn tay, rất đẹp, rất đẳng cấp. 250.000 cho mặc F39 cho em nhé. 70-75 cân mặc cho em, chất cốt tông cực kỳ dày dặn. F40 chúng ta đến với sản phẩm của thằng Edition. Con này thì cổ tròn nhé các bác, phối màu cũng rất là hay ho, phối màu rất là hay ho nhé. Mã này thì bên em bán cho bác là 180.000 hàng của Nhật Bản luôn nhé. Chất cốt tông rất là mịn, phối màu này. Đó, các bác nhìn cái phối màu này, độ mới áo là hoàn hảo cho em nhé. Mã này ngày hôm nay bên em bán cho bác mức giá là chỉ 180.000, mặc F40 cho em, F40 này. F41 chúng ta tiếp tục đến với một sản phẩm của nhà Gap nhé. Và phối kẻ caro cũng rất là sáng. Đây, các bác nhìn em được cái áo thì các bác nhìn thấy nó sáng rồi, nó rất là sáng nhé. Con này nó tầm size L của châu Âu rồi thì nó rơi vào tầm size XL của châu Á nhé. Và sản phẩm này nó cũng được made in Bangladesh của Mỹ này. Rồi, con này thì em tư vấn cho bác nào mà cao trên 1m75 nhé, cỡ 80 cân mặc đẹp. Cao trên 1m75, 80 cân mặc con này cho em nhé. Một con sơ mi của nhà Gap, một con hàng hiệu của Gap nhé. Sản phẩm này ngày hôm nay bên em bán được giá chỉ 200.000. Tiếp theo, các bác nào mà đang tìm một con áo mà áo quân đội mà nó kiểu áo chuẩn, hàng đẹp mà hàng kiểu cao cấp, hàng VIP ấy, lấy ngay con này cho em nhé. Bởi vì nó là con áo phối theo cái phối quân đội và nó được sản xuất bởi cái thương hiệu Edwin của Nhật Bản nha các bác. Chất liệu tốt nhé. Đây, các bác lấy, bác nào mà thích chơi đồ quân đội thì lấy con này cho em bởi vì nó rất là hiếm nhé. Đây thì nó thêu chữ US Army nhé. Bên em không bán chuyên cái dòng này đâu. Bởi vì nó là trong những dòng áo mà không được phép bán đấy các bác. Áo quân đội của nước ngoài tại Việt Nam mình không được bán nha. Nhưng mà đây thì nó là khác. Đây là dòng áo thời trang chứ không phải là dòng áo quân đội. Nên mấy con áo này các bác mặc thoải mái ra ngoài đường cho em, mình không có phạm pháp cái gì đâu. Nó chỉ phối theo cái quân đội của Mỹ thôi nhé, chứ nó không phải là áo quân đội của Mỹ nhé. Và đặc biệt con này nó được sản xuất bởi cái thương hiệu rất là lớn của Nhật Bản, đó là thương hiệu Edwin nhé, cái thương hiệu chuyên làm đồ jean cực kỳ nổi tiếng.
của Nhật Bản. Bên em bán rất là nhiều sản phẩm thương hiệu này rồi. Con này thì bên em có thể bán với cái mức giá là 400-500 nghìn và bán rất là dễ thôi. Nhưng mà con này hôm nay em bán trên kênh của em thì bán cho bác 250 nghìn bao ship cho em nha. Size L 70-75 cân. Không, nó chuẩn size M đấy. Con này bác nào mà 65 cân mặc được rồi. 65-75 cân mặc cho em nha. 250 nghìn cho các bác. F43 này. F43, chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Pierre Cardin. Pierre Cardin nha, một cái thương hiệu rất là lớn của Pháp này. Không biết các bác thường có mua một cái sản phẩm sơ mi chính hãng của thằng Pierre Cardin này trong shop nó bán bao nhiêu? Phải là hơn 1 triệu, 1,5 triệu trong một áo sơ mi không các bác? Em chưa bao giờ mua mới của sản phẩm này bao giờ nên em không có biết đâu. Sản phẩm này trên kênh của em bán cho bác mức giá 230.000 bao ship. Nó vẫn là một con áo với chất liệu cốt tông và độ mới của áo là gần như một con áo mới nha các bác, phối màu cũng rất là đẹp. Đó. Size của nó là rơi vào tầm size L cho em nhé, 70-75 cân mặc đẹp chuẩn size L cho em, chất cốt tông cực kỳ cao cấp của nhà Pierre Cardin này. F43 cho em nhé, F44 này. F44 cái sản phẩm này thì em cũng dành cho bác nào mà bỏ thời gian mình xem like đến tận cái giờ phút này nhé. Thì em sẽ lên cho bác một con áo của Burberry. Chúng ta đến với một con sơ mi công sở của nhà Burberry và con này cũng là áo mới luôn. Con này bán nó bán là 11.250 yên này, đó, 11.250 yên nhé. Dòng Burberry công sở Black Label. Rồi, mã này thì ngày hôm nay em bán cho bác mức giá là 350.000 bao ship nha, một con áo mới. Mới nguyên bản của nhà Burberry, quần áo sơ mi công sở nhé. 350.000. Chúng ta vẫn có hệ thống tem code của thằng Burberry nhé. Tem hệ thống tem code của nó là của Nhật Bản. Con này em bao chính hãng 1.000% cho các bác luôn nha. Rồi. Con này nó tầm size L nhé, size L slim fit cho em nhé, size L slim fit, bác nào mà cao trên 1m7, nặng 60 đến 70 cân mặc cho em này, 60-70 cân cao trên 1m7 nhé các bạn, một con Burberry chính hãng này. F45 chúng ta đến với một thằng Polo Ralph Lauren. Làm lên cho các bác một con Polo Ralph Lauren nhé, chất cũng là cốt tông 100%, và đây là cái dòng Polo Ralph Lauren mới nhé, logo của Polo này, chất cốt tông 100%. Đó, một quần áo cũng rất là giá trị như các bạn, rất là giá trị, một cái thương hiệu cũng rất là lớn. Năm nay thì cái dòng Polo Ralph Lauren thực sự nó rất là hot nha các bác, nó rất là hot trên thị trường đồ xì nhé. Con này độ mới thì cũng rất là cao nhé. Bác lưu ý giúp em nhé, con này nó có dính một vài vết bẩn này, nó dính ở cổ áo một chút vết bẩn, và vết bẩn này chắc chắn các bác giặt nó sẽ sạch nhé. Nên những cái sản phẩm nó có dính bẩn thì bên em sẽ trừ đi những cái chi phí giặt là cho các bác nha. Con này em bán cho bác mức giá là 230.000 nhé, 60-65 cân nhé. Con này 70 cân mặc cũng được, nhưng 70 cân bác nào phải người nó gọn gàng một chút nha. Rồi, mã này 60-70 cân, 230.000 mã, F46. Tiếp tục em lên cho bác một sản phẩm sẽ được sản xuất tại nước Ý nha. Một cái thương hiệu của Ý này, Made in Italy. Một cái sản phẩm dành cho những bố già nha. Cái thiết kế như thế này dành cho những bố già, những cái bố già trong phim của Ý hay mặc mấy cái áo kiểu như thế này này các bác. Cái chất liệu chúng ta sẽ không bàn tới rồi, cái chất liệu của nó là chất liệu siêu cao cấp luôn. Và những cái cúc này của nó thì cũng làm bằng gỗ nha các bác, chứ không phải làm bằng cao su, kim loại hay là nhựa đâu. Điểm đặc biệt của những cái dòng áo là Made in Italy, theo cái form mà theo cái kiểu sản xuất, theo cái thủ công này các bác. Đó, con này chất rất là đẹp, hàng của Ý nha các bác. Con này em sẽ bán cho các bác nào mà 200.000, các bác về trải nghiệm cho em nhé. 200.000, Made in Italy, tem trên tem dưới đầy đủ nha, rất là uy tín luôn. F46 nha. F47, chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Mario Valentino, cũng là hàng của Ý luôn nha các bác. Và con này áo công sở luôn, và trên áo nó cũng được dập, nó được thêu chìm vào áo những cái tên của thương hiệu, nó thêu khắp áo luôn nha các bác. Đó, một con sơ mi công sở rất là đẹp. Con này tầm size XL cho em nhé, 80 cân, 75-80 cân nhé, 75-80 cân mà con này cho em. Một con hàng hiệu của Valentino. Tất cả những họa tiết này thì nó thêu chìm vào áo cho các bác, rất đẹp. F48 chúng ta đến với một sản phẩm của nhà CK, Calvin Klein. Đây, Calvin Klein. Chúng ta vẫn có hệ thống tem cốt của nhà Calvin của CK ở đây nhé. Cúc phụ của con nguyên, vẫn là một con sơ mi công sở cho em nhé. Sơ mi công sở. Con này bác nào mà tầm 75-80 cân mặc cho em, 75-80 cân nhé, 75-80 cân. Hàng sơ mi công sở chính hãng của CK. Sản phẩm này bên em ngày hôm nay bán với mức giá cho các bác là 180.000 bao ship nha. Mà F48 này, F49, tiếp tục em có một con CK nhé. Một con CK này, các bác nào mà từ
cỡ 55 cho tới 60 cân, 55 60 cân nhé, cao 1m7 đổ lại những ngay con CK của em nhé. Áo của nó là áo trắng của nhà CK nhé. Chúng ta vẫn có hệ thống tem cốt của nhà CK ở đây, form là form slim fit nhé. Size của nó là tầm size S, size M cho em đây. Giá bán mới của nó là 55 euro nhé, 55 euro quy đổi ra tiền Việt đâu đó nó cũng phải 1,3 triệu, 1,4 triệu tiền Việt Nam nhé các bác. Vâng, sản phẩm này bên em bán cho bác mức giá là 250.000, 250.000 nhé. Đó là những cái lý do vì sao mà em nói với các bác, với toàn thể khách hàng bên em là các bác đang mua những sản phẩm chính hãng cái mức giá là 1/5, thậm chí là 1/10 so với các bác mua một chiếc áo mới nhé. Và cái độ mới của áo, những cái sản phẩm bên em thì nó cũng chẳng thua kém hàng mới đâu. Đây, những cái con nào mà bên em bán cái mức giá là từ 200.000 đổ lên đấy thì các bác cứ yên tâm là áo nó sẽ rất là mới. Pierre Belmond Paris vẫn là một cái thương hiệu rất là lớn, dòng luxury nhé, dòng sơ mi luxury, thương hiệu rất là lớn. Rồi, con này 230.000 cho em nhé, 230.000. Đây, em sẽ để đây, các bác lên Google, các bác đánh cái dòng chữ này ra lên Google, nó sẽ hiện ra cái giá trị của một cái sản phẩm nó đang bán hiện tại trên website của nó. Các bác có thể so sánh giá trước khi các bác mua những cái sản phẩm như thế này. Pierre Belmond Paris các bác. Con này ngày hôm nay bên em để cho các bác mức giá là 230.000, một con sơ mi gắn tay rất là đẹp, chất lượng rất là tốt, độ mới thì nó giống như một con áo mới nhé. Con này 70 75 cân mặc cho em, 70 75 cân nhé. Mã cuối cùng này, mã F51 vẫn là một con Pierre Belmond Paris. Con này thì phối màu nó khác một chút nha. Belmond Italy này. À, Belmond Paris cho em nhé, một con thương hiệu của Pháp nha. Một con sơ mi công sở nha bác, vẫn là một con sơ mi công sở. Size số là vẫn 70 75 cân mặc cho em, 70 75 cân nhé. Bác nào mà đi công tác, mình hay phải gặp đối tác, mình hay phải đi công tác làm việc công sở, bác hoàn toàn có thể lấy mấy con sơ mi này về mặc cho em. Hàng hiệu chính hãng, độ mới thì như một con áo mới luôn, và cái mức giá bán thì mình sẽ không bàn đến nữa, nó quá là rẻ rồi. 230.000 bao ship, mặc F51 cho em nhé, mã cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả quý khách đã theo dõi cái ca này này, và em xin kính chúc mọi người có một buổi tối thật vui và gia đình thân thương của mình.